Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm nay thì anh em mình đang đứng đây chính là quê hương của Mỹ Hải. Đấy, quê hương bên đằng mẹ nhá. Đấy, quê hương của mẹ Mỹ Hải. Thì nhà của ông bà mẹ Mỹ Hải bên kia kìa. Đấy, cái nhà đấy. Đúng cái tại chỗ tay tôi chỉ này luôn. Đấy. Nhà lợp mái âm dương ấy. Thì hôm nay thì còn mẹ của Mỹ Hải thì đã lấy chồng và theo chồng là ở ngoài thị trấn, ở cùng mấy cả ở ngoài thị trấn rồi nhá. Thì đây Mỹ Hải đang trong ngoài, thằng em đây. Đấy. Nay thì anh em sẽ vào đây là ở đây sẽ nấu cơm ăn cơm ở trong quê hương của Mỹ Hải, quê ngoại nhá. Đấy. Tôi quay một vòng xung quanh. Đấy, trên này vẫn còn mấy hộ nữa. Và trên này nữa. Đấy, đi cái đường lên trên này, qua cái rừng trúc này, lên nữa là vẫn còn mấy hộ trên đấy nữa. Đấy, có người đang đi kìa. Đó. Trong này có nước không anh Hải? Hả? Hả? Đây nhà ai? Cho họ tên. Nhà có trẻ con cho họ kẹo. Mau tha. Như chưa có điện đấy phải không anh Hải? Có điện chưa? À có điện. Nhà có điện. Hay trốn rồi. Cái này che với bạt, phải che bạt nữa vào cho đỡ gió. Ui giời, đây hiếm nước lắm. Đây không có nước rồi. Vùi nước về á? Anh Hải bảo thế à? Đây đang xây cái bể đây phải không? Bể này chứa được bao nhiêu nước đâu? Dự trữ là còn hơn là không có bể. Ờ. Nhà bác này có tuổi mà sao mà ấy thế anh Hải? Nhà bác ở trên mà. Thế đây nhà ai? Nhà con trai ở đây đó, con trai đi cúng à? Đi cúng à? Đúng nhà thầy cúng à? Nhà thầy mà. À, còn, hẳn là em nhìn thấy hẳn cái bàn thờ nó khác hẳn luôn. Phải không? Ông với con dâu rồi. Con dâu ở nhà. À, đây à, bàn thờ thầy cúng đây à? Đúng rồi. Nhưng mà, à đây cái để xem đây phải không? Cái này là ấy đây phải không? Những cái này là họ mang đến xem đây phải không? Cả trứng ở kia này á? Đây. Đến những cái cuộn cuộn trên là đang chờ ấy thôi. Đang chờ gì? Chờ người nhà bên kia sang xem mình nghe. À. Để đến lần hai đó là đón đi thôi. Ừ. Có nghĩa là họ đến xem là rút được cái này ra. Đúng trong rồi. Cái quẩy tấu này ra. Người ta mang đến này. Người ta mang từ nhà đi chứ, cái kia là người ta đến xem, người ta mang từ nhà đi rồi. Nhưng mà thầy cúng này sao chưa thấy có sừng trâu, sừng giếc gì thế này? Thì là vừa đi cúng đây thì mang đi hết rồi. À, đi cúng là mang đi hết rồi à? Đúng rồi. Cái này hạt gì đấy anh Hải? Đâu? Hạt. À, hạt đấy là hạt giống rau rền. Rau rền à? Hạt rau rền này, người ta xong rồi người ta xào lên này. Ừ. Sợ quá chị. À, có điện rồi đấy.
sáng ngay mà. Ủa mà lấy cho hư. Đào đi. Cho đi cho. Mà có chua đấy hả? Mới lúc kẻng đi cho hả? Lúc kẻng hả? Cái này cái gì đây nhỉ? Ui dồi. Tụi này tỏa chưa? Này chua tao lò. Hả? Này chua tao lò. Chua nào cả. Tụi này tỏa chưa? Tụi là rồng á. À. Con gì đấy? Con này là con giòn. Ừ. Treo đấy làm gì? Để treo đây để làm may, lấy may ấy. Vậy lần sau bắt được tiếp à? Lần sau bắt được tiếp ấy. Ừ. Nên chúng ta mua rồng à? Nên chúng mua ra. Chiếc của tên mua mà? Nên chúng mua, nhưng mà có to tên mua gì thế hả? Ừ. Ừ. Chỉ đốt cho nhà đi đúng không? Ừ. Nhà thầy cúng này ra ở riêng được lâu chưa anh Hải? À, từ tôi nên nhớ hòn nên phải chốt tao hòn đây liền. Nhà có tao lâu ở đấy chẳng thế nào đấy chứ. Ở riêng đây xuống đây được hơn một năm rồi. Hơn năm à? Hơn một năm. Đây chính là bố của thầy cúng nhá. Nhà bố thầy cúng ở trên kia cơ. Đấy. Chúng tôi vào thì lại thầy cúng lại đi mất rồi. Đấy. Nên là có bố là xây bể hộ. Nên là ở đây luôn. Tên là Chía. Chía. Thầy cúng là con trai của bác này, là nhà hiện tại đang ở đây là anh Chía. Ừ. Em Chía làm thầy cúng. Thầy cúng. Thầy cúng rất còn trẻ. Nên là vừa có việc cái là họ gọi đi rồi, phải không? Đúng rồi. Hả? Ừ. Nhà ở khu vực này là không có nước thì bây giờ phải đi xách cả nước và lấy mèn mén. Đi về nhà bác bố đẻ của nhà thầy cúng hay cơ. Mỹ Hải và Hiếu ở đấy là mổ vịt. Thấy nước ở đây nó rất hiếm, rất hiếm nước. Đi lấy po cừ nọ mỏ mông. Tiếc là hôm nay vào thầy cúng lại không ở. Đấy, thầy cúng lại đi cúng ở ngoài kia rồi. Đấy. Trời thì bây giờ đang sẩm tối. Đấy. Chắc là nhà đây. Không phải à? À không phải. Vẫn đi tiếp. Chắc là trên này. Đấy, cuộc sống rất là khổ. Ở dưới này nhá, cái nhà kia. Đấy. Không có nước, hiếm nước lắm. Tôi sẽ đi theo bác ấy về đến nhà của bác ấy để lấy nước và lấy mèn mén. Để tí nữa xuống ăn cơm ở dưới kia. Đồi núi thật là cao. Bây giờ tôi đã lên cao lắm rồi. Quê hương của mẹ Mỹ Hải, tức Thành Chém ấy nhá. Đi khó khăn thật đấy. Thế mà ngày xưa bà nào lại quen bố ông Hải để ra ngoài thị trấn được, lấy chồng ở đấy rồi.
trên này ạ. Bên kia ạ. À, xa đấy nhỉ. Vẫn cứ đi vào trong những cái thôn bản, các bạn biết đấy, cực kỳ luôn. Đây rồi, đến nhà của người bố đây rồi. Wow. Xuống bậc đá như này mà trẻ con hơi khó khăn. À, đây là nhà của thầy cụ. Có điện nhưng mà điện không. Chào nỉa nhá. Pon nỉa. Pon nỉa. À, nước ở đây. Ở đây là phải chắc chiu từng giọt nước một, nước rất là hiếm. Tí nữa mổ vịt những thứ là cũng phải chỉ một ca này thôi nhé các bạn nhé. Một ca này để mổ một con vịt nữa. Nhà bác này cũng có nấu rượu. À, hầu chơ. Hầu chơ. Và rượu, có rượu. Đấy, nhà của bố thầy cúng thì cũng không khá giả hơn là bao. Đấy, tôi tưởng là nhà bố mẹ thì chắc là có điều kiện hơn nhưng mà cũng vậy thôi. Bản này đúng là bản cực thiếu nước luôn đấy. Không phải thiếu mà quá thiếu luôn. Từng giọt một. Không được bỏ phí. Nước ở đây còn ít hơn rượu. Ừ. Rượu còn nhiều hơn. Nước nó được vào một à. À đây, nó mỏ mông để trong này. Mông nó mèn mén đấy các bạn. Cái này chắc là được đồ từ sáng rồi. Nó mỏ mông à. Nhà có một cái bóng điện hơi tối, tôi phải dùng cái đèn flash này. Được không? Ừ. Rồi. Đưa cháu sách cho, để cháu cầm cái này cho. Cầm, à, tôi sẽ cầm cái này hộ bác, mà bác ấy sẽ vác cái này đi. Đấy. Được phải ăn đây nước. Một can nước này xuống thì
chỉ được dùng một bữa này thôi, không chắc không đủ tắm, không có để tắm. Đấy. Trời đã sập tối hẳn rồi. Đấy. Ánh nắng nó đã tắt phía sau một cái bản làng. Đấy. Các bạn biết người nông dân là họ như nào ở trên này. Tôi bê cái mén mén này. Tôi đang cố nhanh chân để đi theo bác ấy. Họ đi rất nhanh, chân họ ngắn thôi. Và chiều cao của họ không được cao. Tại vì họ quen đối mặt với nương đá rồi. Kia, nhà kia. Nhà cách khoảng hai nhà cách nhau khoảng chừng 5 gần một cây số. Tối rồi vẫn có người hái rau. Đường khó đi lắm. Tôi phải nhìn đường. Thế mà bác cứ đi nhanh lắm. Tôi không theo được. Tôi đang cố chạy theo. Gần như là đã màn đêm đã chuẩn bị buông xuống. Tôi thấy có sương muối rồi, ướt ở những cái cây cỏ. Không biết là Hiếu và anh Hải đã mổ gà xong chưa ở dưới này. Vịt vẫn thấy quạc quạc đây. Trên này họ khổ lắm. Chỗ này mà lồng cái nhạc của người Mông vào mà nghe buồn buồn thì đúng là. Đây rồi. Đến nhà. Tối hẳn rồi. Đấy, cuối cùng thì đã về đến nhà thầy cúng. Nó mỏ mông á. Đâu mà. À, đang mổ vịt à? Bác đi khỏe thật, đi ngay vác một can nước này, khoảng can này 20 lít, khoảng 20 cân, đi phân tâm. Thôi thôi thì chút thì nè mà. Thôi bây giờ mới biết là người ở quê phải không anh Hải? Trước bác này cũng đến nhà mình nhiều lần rồi. Đến nhà anh á? Ở ngoài huyện á? Hả? Vì bây giờ là lâu lâu năm rồi không vào đây, rồi đâm ra là các bác này không biết mình. Thế à? Quê này chắc là lâu rồi anh không vào phải không? Lâu lắm rồi, hơn là mấy năm rồi? Gần 20 năm rồi. Gần 20 năm rồi không về quê mẹ á? Không, không.
Tại vì là người Mông đi lấy chồng là coi như không còn nhà nữa phải không? Đúng rồi. Chỉ biết ở nhà chồng thôi phải không? Ở nhà chồng á. Không mấy khi được về nhà. Ít khi vào đây. Ừ. Được 20 năm. Đã có nghĩa là đã lấy chồng là phải đi theo nhà chồng. Đúng rồi. Không được về. Không được về. Rồi. Được rồi. Thế còn quê bố anh là ở ngoài huyện luôn chứ? Đúng rồi, quê bố anh ở ngoài huyện. Ừ. Ngoài sáng hơn, khoáng hơn. Bây giờ vặt lông vịt à? Đúng rồi, chứ mà chỉ có tè. Chứ mà này á, nó lấy chứ mà này. Chứ mà. Chứ lúa ập tóc cứng to. À Hiếu ra lấy cái túi giá giá đỗ ở ngoài xe vào. Đấy, đêm rồi bây giờ đi hái rau cải. Rau cải là lau lau nhỉ? Anh ạ nhỉ? Lau rua. Vườn là nượng ở đâu ấy, xa thế. Lau rua. Đấy, à, đậu Hà Lan đây nữa này. Không có nhiều rau, nhiều lắm. Rau còn me me á. Mặt trời me me đã lặn hết rồi. Tối hẳn rồi. Phải soi đèn. Rau đây là rau đậu Hà Lan. Ừ. À, cây đậu Hà Lan. Cây này ăn ngọn rất ngon. Ừ. Và hạt của nó cũng ăn cũng ngon. Hạt thì thường làm đậu giá và giá đỗ cũng ngon. Họ sẽ nhổ cây bé và cho những cây to thì còn lớn tiếp. Hôm nay vào đến đây thì miền Bắc đang đón cái đợt lạnh đầu tiên nhé các bạn nhé. Bây giờ thì đang tôi thấy lạnh lắm rồi. Hiếu ngoại cũng kêu lạnh. Và tôi đã bị ho từ cái hôm mà đi mãi Pì Lèng. Đang rất là rét. Hôm đấy là đi sớm. 4 giờ sáng, 4 rưỡi anh em dậy đi làm sớm. Nên là hôm đấy là mặc áo rét rồi nhưng mà dính sương mù và lạnh. Đấy, có sương muối rồi các bạn ạ. Ở trên này. Miền Bắc là đang đón đợt rét đầu tiên. Và ở đây không có mùa thu, mùa đông luôn. Đấy, nóng lạnh, nóng xong là lạnh luôn. Đấy, thực ra nó cũng không nóng, mà nó chỉ là một cái khí hậu nó khoảng 21-22 độ thôi. Đấy, như hôm nay thì đang là 18 độ. Hái rau như này thì xong mà mang về thì thả vào cái nước luộc vịt. Đấy, tôi biết là hôm nay vào như này là rất là vất vả cho bà con khi buổi tối rồi mà vào đến nơi xong là còn mổ vịt mổ biếc nữa, xong là còn rất nhiều thứ tại vì ở đây họ không thức khuya.
vì xóm rất là tối và điện đóm thì nó cũng không được đảm bảo và cũng không có cái gì cả, nên là buổi tối thường thì họ ăn, giờ này đáng nhẽ là mọi nhà đã đang ăn cơm rồi, không phải giao nương như này nữa, và họ ngủ rất sớm để sáng mai họ dậy còn đi làm. Có sâu không? Đấy. Được rồi, bác nghe thôi. Thế thôi bác. Bác ấy không nói được tiếng Kinh, mà cả nhà cũng vậy, cả em con dâu, chúng con dâu cũng không nói được, và chồng thì làm thầy cúng và đi cúng cho người ta. Gia đình thì mới ra ở riêng. Tối quá, có thể là video sẽ bị tối, nên các bạn thông cảm, tại vì tôi chỉ có mỗi cái điện thoại này để quay thôi, dụng cụ quay chỉ bằng mỗi cái điện thoại này, nên là chỉ quay được chỗ sáng, mà buổi tối thì nó chất lượng hình ảnh có khả năng hơi kém, và cái đường nó đi lại tôi quay cũng có thể là hơi bị zoom. Đấy. Họ đi đâu về đây? Cứ về nhìn thấy cảnh là người con dâu đứng ở cửa bế người con, như kiểu là một cái gì đó đang trông chồng ấy, ngắm cái một cái gì ấy. Đấy. Điện ở đây còn sáng hơn trên nhà bác. Nhà bác tối lắm. Nghe. Ừ. Điện tối om luôn. Anh Hải hỏi xem là mình có làm phiền gia đình họ quá không? Ủa? Thực ra thì bây giờ có không thoải mái thì chắc bác cũng vẫn nói là thoải mái. Ở đây quá thiếu nước luôn nhà anh nhỉ? Thiếu nước mà. Ừ. Thế là anh hỏi phải cái bể này làm xong là để hứng ở cái nước mái này không? Đúng rồi, hứng cái nước mái kia luôn này. Mái pờ lô này xuống hết cả không? Đây. Ờ. À.